Ngày 11 tháng 5, mở rộng điều tra vụ án giả mạo trong công tác xảy ra tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 2004D, trực thuộc Công ty Cổ phần Đăng kiểm Bắc Cạn ở xã Cổ Lũng, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với bị can Âu Văn Vượng, 52 tuổi, ở phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên về tội giả mạo trong công tác. Trước khi bị khởi tố, bị can Âu Văn Vượng là trưởng văn phòng đại diện Báo Nông nghiệp Việt Nam khu vực Việt Bắc có trụ sở tại thành phố Thái Nguyên. Trước đó, Cục Đăng kiểm Việt Nam đã có quyết định đình chỉ toàn bộ hoạt động kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới đối với Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 2004D trong thời hạn 1 tháng vì phát hiện hai đăng kiểm viên của trung tâm trên đã đánh giá kết luận sai chất lượng hạng mục thanh đòn, dẫn động lái, cơ cấu khóa hãm, trượt ngang, đèn, lốp xe của một số ô tô vào đăng kiểm, đồng thời đã quyết định đình chỉ hoạt động có thời hạn đối với hai đăng kiểm viên này. Ngày 11 tháng 5, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam với Trần Nhật Vĩnh, Trần Trí Minh Sang và Lưu Thị Thái cùng ngụ tỉnh Đắk Lắk về tội mua bán trái phép chất ma túy. Trước đó, ngày 28 tháng 4, Công an quận Tân Bình kiểm tra căn nhà ở đường Nguyễn Hồng Đào, phường 14 và bắt quả tang Vĩnh Sang đang cất hai bao ni lông chứa 12,3 kg lá cần sa. Khám xét, Công an thu thêm 7 bao ni lông chứa 20,26 kg lá cần sa cùng cân điện tử, máy sấy, máy hút chân không, máy dập nhiệt hàng miệng túi. Cả hai khai, tháng 8 năm 2022, Vĩnh thông qua người bạn biết đến Nắng. Nắng nhận Vĩnh làm công việc nhận cần sa khô, đóng gói và giao cho khách của Nắng. Các bên thỏa thuận, Nắng sẽ cung cấp hạt giống cần sa cho Thái ở Đắk Lắk để trồng. Tiền công Thái nhận là khoảng 15 triệu đồng một ký. Tùy theo chất lượng và thời giá thị trường, đến kỳ thu hoạch, Thái chụp ảnh thành phẩm, khối lượng và báo giá cho Vĩnh. Nhận được tiền công, Thái sẽ gửi cần sa thành phẩm cho Vĩnh. Khi có khách mua, Nắng sẽ thông báo cho Vĩnh để đóng gói, gửi cho khách. Sau 3 ngày xét xử chiều ngày 10 tháng 5, 8 bị cáo bị cáo buộc tội thao túng thị trường chứng khoán, nói lời sau cùng trước khi tòa vào nghị án, dự kiến tuyên án ngày 12 tháng 5. Bị cáo Đỗ Thành Nhân, cựu chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần Louis Holding, là người nói lời sau cùng đầu tiên. Bị cáo đã thừa nhận hành vi và nói rằng trong quá trình điều tra, bị cáo đã khai báo thành khẩn, tích cực hợp tác với cơ quan tố tụng. Từ đó, bị cáo mong tòa xem xét tuyên mức án thấp nhất. Theo bị cáo Nhân, gia đình mình hiện đang khó khăn, bị cáo là lao động chính, lo việc học cho 6 con nhỏ và chăm sóc cha mẹ già yếu. Còn bị cáo Đỗ Đức Nam, cựu tổng giám đốc công ty cổ phần chứng khoán Trí Việt nói rằng, quá trình điều tra và xét xử, bản thân đã nhận ra sai phạm, đồng thời mong muốn tòa tuyên một bản án mang tính nhân văn để bị cáo sớm được trở về với gia đình. Bị cáo Nam cũng gửi lời xin lỗi các cổ đông của công ty. Nhóm bị cáo là nhân viên công ty Louis Holding và công ty cổ phần chứng khoán Trí Việt cũng thừa nhận sai phạm, bày tỏ sự ăn năn hối cải. Trước đó, chiều cùng ngày, trong phần tranh luận, luật sư Vũ Gia Trưởng bào chữa cho bị cáo Đỗ Thành Nhân, phản bác quan điểm viện kiểm sát cáo buộc bị cáo Nhân giữ vai trò khởi xướng, câu kết với Đỗ Đức Nam để thao túng các mã cổ phiếu BII và TGG. Theo luật sư, mục đích ban đầu của bị cáo Đỗ Thành Nhân không nhằm thao túng thị trường chứng khoán và thu lợi bất chính, mà chỉ để tái cấu trúc doanh nghiệp, tạo ra nhóm hệ sinh thái Louis Holding. Trong khi đó, luật sư của các bị cáo Đỗ Đức Nam và Phạm Thanh Tùng đồng tình với lời khai nhận hành vi của hai bị cáo này trong quá trình xét xử. Tranh luận tại phiên tòa, luật sư Phạm Thị Thúy Đạt bào chữa cho vợ chồng cựu giám đốc hành chính của công ty Louis Holding, Trịnh Thị Thúy Linh, nêu quan điểm cho rằng, trong vụ án, bị cáo Linh chỉ là nhân viên làm thuê. Bị cáo không hiểu biết và không có kiến thức về đầu tư chứng khoán, nên vai trò của bị cáo Linh là người giúp sức thứ yếu và không hưởng lợi gì. Đối đáp với nhóm luật sư và 8 bị cáo, đại diện Viện Kiểm sát cho biết bị cáo Đỗ Thành Nhân cùng đồng phạm đã thừa nhận hành vi. Trong đó, bị cáo Nhân và nhóm cựu lãnh đạo công ty cổ phần chứng khoán Trí Việt không có ý kiến về tội danh, chỉ mong xem xét lại vai trò trong vụ án. Xét thấy các bị cáo đủ điều kiện được hưởng tình tiết giảm nhẹ, Viện Kiểm sát đã đề nghị hội đồng xét xử xem xét áp dụng khi lượng hình. Ngày 10 tháng 5, Công an huyện Phúc Thọ đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an thành phố Hà Nội khẩn trương điều tra vụ việc đối tượng dùng dao đâm khiến 3 người thương vong trên địa bàn huyện. Trước đó, theo thông tin trên mạng xã hội, tối ngày 8 tháng 5,
một cô gái đến chơi ở đám cưới bạn tại xã Phụng Thượng, Phúc Thọ và có xảy ra mâu thuẫn với ba thanh niên, sau đó được nhiều người can ngăn hòa giải. Tuy nhiên đến ngày 9 tháng 5 tại buổi lễ thành hôn, hai bên tiếp tục xảy ra mâu thuẫn, cô gái dùng dao đâm ba thanh niên khiến một người tử vong, hai người bị thương nặng phải đi cấp cứu. Ngày 10 tháng 5, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Bùi Xuân Cường ký ban hành quyết định triển khai dự án nạo vét, cải tạo môi trường, xây dựng hạ tầng rạch xuyên tâm từ kênh Nhiêu Lộc Thị Nghè đến sông Vàm Thuật, quận Bình Thạnh, quận Gò Vấp. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 9.664 tỷ đồng, ảnh hưởng 1.782 hộ gia đình, cá nhân và 14 cơ quan. Trong đó chi phí đền bù giải phóng mặt bằng hơn 6.600 tỷ đồng, hơn 3.000 tỷ đồng phục vụ cho các gói thầu xây lắp với chiều dài 6,6 km và 3 tuyến rạch nhánh Cầu Sơn, Bình Lợi, Bình Triệu, có chiều dài hơn 2,2 km. Việc triển khai dự án sẽ giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường tại rạch xuyên tâm, thoát nước chống ngập cho khu vực, kết nối giao thông cục bộ và xây dựng hạ tầng kỹ thuật đồng bộ dọc tuyến, thu gom rác thải về nhà máy xử lý tập trung của thành phố. Tại trận chung kết hạng 50-55kg đối kháng nữ ở môn Pencak-Silat, võ sĩ Safira Indonesia dẫn điểm 61-43 trước Hồng Ân tại ván thứ 3 khi trọng tài sàn đã quyết định xử thua võ sĩ của Indonesia do gặp chấn thương. Sau đó, đội Indonesia đã có khiếu nại và tổng trọng tài của môn đấu xem lại kết quả để phủ quyết quyết định trọng tài. Đội Việt Nam cũng làm đơn phản ánh khiếu nại việc này. Tuy nhiên, trong đầu giờ chiều ngày 10 tháng 5, ban trọng tài đã công nhận thành tích chiến thắng của Hồng Ân và trao huy chương vàng cho cô. Bất ngờ ở chỗ, trong danh sách kết thúc thi đấu, Safira vẫn có tên lên bục nhận huy chương vàng hạng cân tương tự như Hồng Ân. Theo chia sẻ của Đoàn Thể thao Việt Nam, chúng ta được thông báo điều này và quyền này thuộc về ban tổ chức của môn thi đấu. Như vậy, kết thúc nội dung trên, ban tổ chức đã trao hai huy chương vàng cho hai tuyển thủ Hồng Ân và Safira và một huy chương đồng cho tuyển thủ xếp hạng 3. Không có tuyển thủ nhận huy chương bạc ở nội dung này tại SEA Games 32. Lễ trao giải đã tổ chức vào chiều tối ngày 10 tháng 5 và môn Pencak Silat đã kết thúc tranh tài ở SEA Games 32.